Thân mến xin chào tất cả bà con cô bác đã quay lại với kênh Sức Khỏe Cầu Xe Ben. Trên màn hình thì quý vị hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý bà con cô bác một sản phẩm siêu sản phẩm bình dân Komatsu 75-2E. Con này cần kỹ thuật. Hiện tại thì em 75 này chúng tôi đang để ở Bình Dương. Như đã nói thì chúng tôi có 3 bãi thứ nhất ở thành phố Buôn Thuật và bãi thứ hai quận 9 thành phố Hồ Chí Minh và bãi thứ ba ở quận An Giang Bình Dương. Và quý vị và quý anh chị ở đâu đó ở đang khu vực ở 3 bãi này thì có thể đang có nhu cầu sử dụng những dòng máy xúc vừa tiền thì có thể đến tận bãi của tôi để nhìn tận mắt sờn tay những sản phẩm mà chúng tôi đang có. Con này thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp để chúng tôi có thể gửi hình ảnh chi tiết để cho quý vị tham khảo. Thì như đã nói thì những cái sản phẩm mà cần kỹ thuật thì đa số là chúng tôi để ở dưới Bình Dương nhiều hơn. Còn trên Buôn Thuật và ở quận 9 thì chúng tôi không có để cần kỹ thuật. Quý vị và quý bà con mà đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm như này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại có chán hình video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bà con cô bác ở video tiếp theo của kênh Máy Xúc Cầu Xe Ben. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.